Đi chữa lành tại cấp treo, nuôi câm màn vàng, trời đất ơi. Lẹ. Mở đầu chuyến đi chữa lành đầy cảm lạnh của tôi thì do là tôi đang chạy deadline muốn gụng hai cái nắp. Ngoài cái công chuyện bắn cá bữa đói bữa no của tôi thì tôi còn kiêm luôn cái nghề là YouTuber. Nhưng chuyện gì khi có một video mà tôi đã edit 2 tháng rồi chưa xong, nên tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo để gắn lại hai cái nắp của mình. Và thay vì xuống biển, tôi đã quyết định đi lên núi, vận động tay chân với lại hít thở khí trời cho não bộ nó thông thoáng. Nhưng cuối cùng định mệnh nó đã xô đẩy giúp con bé thay vì chữa lành thì càng ngày càng sợ hãi. Má ơi, ai đó cứu tôi, cứu tôi. Ai đồ mình đi cấp treo vui lắm, sướng lắm, thích lắm, chiêu lắm vậy trời. Ủ tai quá à. Đây là câu nói đầu tiên thôi tôi có cảm giác ù tai, nhưng mà chút xíu nữa là coi như đét luôn, không nghe được cái gì hết trơn. Mà nghe cũng tại lựa tới núi cấm cho nó cao. Gọi là từ con nhỏ không biết cái sợ độ cao không mà giờ tao sợ rồi nha trời. Không có dám vậy. Cái này không có cao, cái này sắp chủng à. Thôi không có gì, đâu. Còn thanh long. Quả hồ đỉnh của chớp gây ám ảnh cho người sợ độ cao. Rồi đi về nhanh như vậy trời. Sợ chết luôn sao dám coi. Gió. Rồi là gió dữ chưa? Chết này toàn nói mấy tụi bậy tụi bạ. Và có khi là chuyến đi này sẽ không đáng sợ khi vắng mặt cái người này. Là cái này. Đi cáp treo mà mưa là chiêu luôn. Quả cái gồng gọc này mà nó kêu nó lắc kinh khủng khiếp. Trò xuống liền đi trời ơi. Hay, mà chuyện thì đâu có ai ngờ. Chỉ là làm một ly tàu hũ nóng để xoa dịu tổn thương tinh thần. Thì ai mà có dè tại sao tàu hũ nóng mà lại đi kết hợp với bánh lọt lạnh làm sao. Hôm khi gió đã lạnh rồi bụng cũng lạnh luôn thì trời thêm cái bản cảm lạnh này nữa. Đi chơi mà còn phải bị cảnh báo chậm cấp. Rồi mà cảnh báo mờ vậy rồi cảnh báo ai. Thôi, cuối cùng qua bao nhiêu chắc dở thì tôi cũng đã được tận hưởng một cái gì đó gọi là cá. Ủa, đi đâu cũng gặp cái tụi này hết trơn á trời. Mà nói chứ có ai đó ăn bài hay là một cái sự trùng hợp nào đó mà cái ngày tôi đi chữa lành thì nguyên cái shop của tôi nó cũng muốn đi chữa lành theo tôi luôn. Tụi nhỏ bên shop tôi ha, nó chạy từ sáng cho tới chiều, mồ hôi nó lấm tấm nhưng mà nó vẫn thấm thía câu là lao động là vinh quang, cho nên là miệng luôn tươi cười và cá nó cũng tự nhiên đến. Đợt này tôi về lóc vảy đồng vàng quá trời quá đắt đẹp. Ví dụ như đây là cái lô của lóc vảy đồng vàng size 68 này trời, tính ra là mới thả vô hồ luôn á, mà con nào con nấy ba tích nè trời ơi. Mà cá nhỏ nó đã như vậy rồi thì mấy con size trung từ 13 đến 15 cm thì khỏi phải nói rồi, ba tích nó mọc lên rõ mồm một như vậy đó. Chưa kể vảy đồng vàng nó đẹp một thì tiểu hoàng đế đợt này về nó đẹp ngất ngay. Sau một khoảng thời gian bình ổn thị trường, hiện tại tiểu hoàng đế đang là một cái dòng cá mà mọi người nên chơi đi. Tại thời điểm này là nên chơi đi. Cá về thì không những rẻ đẹp mà nó còn đang ở trong tình trạng sức khỏe rất là ổn định luôn. Và nếu như mọi người chưa biết tiểu hoàng đế lớn lên sẽ như thế nào thì đây một con say chung tôi ví dụ điển hình cho mọi người xem nè. Đó, đã chưa. Thành ra là nếu như đã có nhã hứng chơi cá lóc rồi thì mọi người cũng nên lưu ý một cái vấn đề này, đó chính là phần nắp đậy. Không đậy là không được nha. Và cá lóc nó về thì đương nhiên không thể nào thiếu mặt beta được. Không kệ beta bên tôi, phải nói là tình trạng đi hàng khá là ổn định, nên là cá cứ về liên tục. Tại một phần là cũng để đáp ứng cái chương trình là mua chống tặng máy hay mua chống tặng chống vậy đó của tôi á. Và best seller hiện tại beta của bên tôi đó chính là rồng đen, đang mua 1 tặng 1 luôn đó.